Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Ngọc Lương Minh đây. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ sang một cái tựa game mới. Đó chính là tựa game Sifu. Game này thì tôi cũng mới mod thêm những cái trang phục của cảnh sát với cả quân đội vào trong game này. Thì cho anh em mình xem là cái game này nó sẽ có những cái võ thuật hay như thế nào nha. Đây thì về trước khi vào game thì tôi sẽ chơi lại từ đầu. Rồi tôi sẽ để chế độ trung bình nhá. Đấy, xong rồi các kỹ năng skin chơi từ trước thì tôi cứ để giữ nguyên đi. Không phải lại phải cày lại. Đấy, trước khi vào thì tôi sẽ chọn là nhân vật là cậu bé, bởi vì trong này có hai nhân vật là một nam một nữ mà. Rồi, xoài, anh em thấy chưa? Đây là trang phục của cảnh sát, đây, bộ công an màu xanh nha anh em. Mang quân hàm đại úy. Đấy, hành trình của bọn tôi bây giờ thì sẽ là đi bắt một tên tội phạm rất là nguy hiểm. Nó đang ở trong một cái khu chung cư nha. Đây, để giới thiệu tổng quan với con game đã. Thì đây là cái cây để sử dụng kỹ năng của mình này. Cái game gốc thì cái những cái đồng xu ở trên này thì khi mà chết thì sẽ bị mất đi một cái đồng xu. Mà chết càng nhiều thì nó kiểu nó càng tăng lên anh em. Còn game này trước thì tôi cũng đã chơi một lần rồi. Nên là múa nó cũng khá là nghệ. Đấy, trước khi đi thu thập thông tin trước đây này. Đấy, anh em thấy chưa? Cái tên này là cái tên mà mình cần bắt đây này. Nhà thực vật học. Ồ, xem ra là cái tên này cũng khá là có số má đấy anh em ạ. Đây, ở trên cái bảng danh sách này thì chúng ta sẽ bắt từng tên một nhá. Bây giờ từ tập này thì chúng ta sẽ bắt cái tên đầu tiên đi. Đây, bắt đầu vào cái khu lao động đây. Nó đang ở trong cái khu này anh em này. Xem ra là cái tên này nó cũng sở hữu một cái khả năng đặc biệt của mình. Đó chính là tạo ra những cái cây có thể mọc ra anh em. Mình thì chỉ có võ thôi chứ không có sức mạnh siêu nhiên gì cả. Đây, bắt đầu nhá. Ây da. Xem ra cái khu này mà tôi mod thành Việt Nam nữa thì hết nước chấm ấy nhỉ. Đây rồi, hành trình của anh công an sẽ đi vào băng nhóm tội phạm để triệt phá đây. Đây, bọn chúng chặn núi vào nhà kho rồi. Tìm đường vào trong đó à. Xem nào. Không biết là cái đường bên trong này có đi được không ta. Ôi, chỗ này ô tô chắn hết rồi, không đi được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ phải quay lại cái cổng kia để trèo vào ta. Đây đây, khu này à. Ổn đấy chứ. Ai, ở kia tôi thấy có hai tên rồi kìa. Ôi, hello nha. Uầy, mấy tên này chưa chi đã lao vào đánh tôi này. Ôi, chắc là nó biết tôi là công an định vào kiểm tra giấy tờ đấy mà. Ôi, xong một tên rồi đấy. Tiếp theo đây. Uầy. Uầy, mà công nhận là mới vào thôi nhưng mà mấy cái tên này nó cũng không đáng để mình gọi là khởi động nhiều chút đâu anh em ạ. Đây, vào trong cái cửa đi, vào trong đây. Trong này tôi cảm giác như là kiểu cái khu chung cư mini ấy anh em. Uầy, sao trong này nó kiểu vắng vẻ thế nhỉ. Tôi cứ nghĩ là sẽ có cái bọn nào nó sẽ lấp ở trong một cái xó ở đấy. Xong nó ra nó combo tôi anh em ạ. Ôi, cái cửa này đi được không ta. Mở thử xem nào. Ai, thư hình đầu lâu à. Khóa khi có lệnh của bọn tao. À, thế thì bọn này chắc là mình phải đi tìm chìa khóa mới có thể mở được cái cánh cửa này anh em ơi. Ây, đi vào bên cái khu bên nhà này xem có nhặt được lụm được cái gì không. Uầy, đây có cái cây này anh em này. Chắc là tôi sau vài bữa nữa tôi sẽ mod cái cây để thành cái ba to. Rồi, thôi không cần dùng đâu, mình tay không rồi. Xem ai kìa. Ai à. Ghê gớm thế nhở. Xoài, anh em thấy võ thuật đẳng cấp chưa. Đây rồi, sử dụng tên này nữa rồi. Ui xời ơi, công nhận là mấy cái tên tiểu yêu mới ở ngoài đây thì nó cũng không giỏi võ như kiểu tên trùm đâu anh em. Vào bên trong mới là nguy hiểm. Ai, đi vào khu này xem tình hình như nào. Ôi, à đâu có đây. Lũ nghiện đó, chắc chúng sẽ không phải vấn đề quá lớn. Ờ thì tất nhiên rồi. Ôi, ôi, tôi làm vỡ cái bàn mà cái thằng này nó còn không làm dậy này anh em này. Hài thật sự. Ở đây đây, hôm nay còn có mấy thằng nó ở trên này nó ngủ này anh em. Chắc đó nó biết công an vào kiểm tra làm im này cho kiểm tra đấy anh em. Thôi. Đây, tôi lụm được cái chai bia đây rồi. Tí nữa tôi sẽ phi vào cái tên kia mới được. Đấy, càng đi lên chắc là gặp càng những cái tên càng khó chứ sao. À là, hello. Ôi, tên kia. Không thể lão ái à. Tính chặn đường không cho công an vào kiểm tra à. Nào, tránh đường đi chú ơi. Ái xà. Xong rồi đây anh em ạ. Nói chung là mấy cái tên mới đầu này thì múa vài đường thôi. Chứ còn tí nữa bọn nó là cứ phải gọi là võ công cao cường ấy anh em. Ai à, gặp thêm hai tên nữa rồi, trông cứ bắp cuồn cuộn nhỉ. À, tránh đường đi. Ui, các chú làm sao mà đủ tuổi đánh với anh. Anh có còng số 8 mà. Ui xời. Được quá nhỉ. À, nhào vô. Ui, làm gì mà căng thế.
thanh niên cởi trần này chắc dùng boxing à? Ai xả, tôi sút cho cái là ngoẻo đây anh em này. Đây rồi, sai. Thấy chưa? Rồi, tiếp theo là mình đi đâu đây? Đường này không đi được à? À, thế mình phải nhảy xuống đây á. Ai xả, được đấy. Uầy, có cả con gái này. Đội này chắc là bên phe gọi là phản diện rồi anh em ơi. Tôi thì không muốn đánh con gái đâu, nhưng mà uầy, đã vào cái con đường này thì bắt buộc phải bắt hết thôi. Ái xà, xong rồi đấy. Uầy, được. Rồi, thằng kia nó kiểu nó cứ cầm cái chai nó phi vào mình chứ. Mày này. Ok. Xem nào, còn thằng nữa à. Úi giời ơi, mày đép ai. Yo. À, tôi mà trong này, trong game này mà có kiểu chiêu còng số 8, tôi rút còng nó, tôi còng luôn. Ở đây vẫn có một thằng ngủ đấy anh em này. Công an vào không biết gì luôn. Cái này trộm nó vào lấy hết đồ trong nhà vệ sinh xem có thằng nào không. Ồ, nên không có rồi. Ôi, tôi thấy có một cánh cửa nó khóa này. À, trên này vẫn có đứa nó ngủ này anh em ơi. Công an vào, ập vào này bắt không biết tình hình như nào luôn. Ồ, đây có cái gì đây? Tử vụ à? Đây anh em ơi, tôi trong này bọn nó đang buôn bán ma túy này anh em này. Sản xuất ma túy một đống này, tôi có bằng chứng rồi này. Ai, này tí nữa gông cổ cả lũ. Đồng đội tôi đang chở ở ngoài kia rồi. Ra. Oh. Gã hề à? Tôi là công an mà. Gã hề gì? Cần trợ giúp gì không à? Tránh ra đi chứ. Đường đến nhà kho. À. Mấy tên này công nhận là nó cậy mình đông nên là nó định bắt nạt tôi đấy anh em. Nhưng mà nó không hề biết rằng tôi là một anh công an rất là giỏi võ sau khi được đào tạo nghiệp vụ các thứ. Ôi ơi. À, nhào vô. Úi giời ơi, một đạp chết luôn. Combo mà anh em, tôi luyện con game này cũng khá nhiều đấy. Ái da, úi xồi ôi, kiểu đạp phát bay vào cái chỗ hộp điện kia thì nó giật cho thì úi xồi ôi. Bây giờ tôi sẽ dùng tay không thôi, tôi sẽ không gọi là dùng vũ khí của bọn nó nữa. Ái da, đánh thì đánh cho bọn nó ngất đi thôi anh em ạ. Để tí nữa đồng đội tôi vào gông hết bọn nó lại. Ui, con gái con đứa mà nao vào cái ổ tội phạm này không được rồi. Ui rồi, ui. Thanh niên cởi trần kia. Ui, công nhận manh động thế đấy. Mình công an mà dám đánh ở công an, chống người thi hành công vụ anh em ạ. Tình hình này không ổn. À, xong rồi đấy. Đông này mà tôi xử lý hết. Để đi tiếp. Tính ra mà cái con game GTA mà sử dụng được võ thuật như thế này thì ngon quá. Nó cũng làm được ấy, nhưng mà gọi là ngồi edit hơi lâu thôi. Đúng rồi, xem đường này đi không ta. Ôi, có con xe đạp này anh em ơi. Tôi mà lấy được con xe đạp đi giống con GTA thì còn gì bằng nữa. Ôi rồi, ai à. Túi hàng đang trên đường đến đây. Xem ra bọn nó chuẩn bị giao dịch rồi đấy anh em ơi. Rồi. À, anh ba đen à, nhào vô. Ui rồi, bọn này nó vào nó kiểu... cứ thấy mình thì nó đánh luôn anh em ơi, không cần hỏi han là xem công an ấy đây làm gì, điều lĩnh thật sự. Úi giời, đép chai bia này, nhào vô. Ai, ô, ở đây có cái chỗ nhặt được đấy anh em ơi. Úi giời ơi, trời ơi, á xà, xong một tên nữa. Ai, cầm cái chổi này có thể gọi là đại láo luôn khu này chứ còn gì nữa. Bọn này kiểu ngoài kia nó không có dây phơi quần áo hay sao ấy, phơi hết trong nhà này. Rồi đi tiếp đi. Ấy, sang bên phòng bên kia xem là bọn chúng ở đây cái phòng này đường lúc nãy mà. Đây đường này. Ấy xà, thanh niên này chắc dùng môi thái hay sao trông cuống cuống băng nghệ phết nhỉ. Nhào vô. Ui giời. Ta có chổi quét nhà thần kỳ đây. Khả năng tôi sẽ quét hết cái lũ này đi cho anh em xem. Nhào vô, toàn rác đấy mà. Ơi, ai chơi đánh nén thế? Con gái con đứa hư hỏng. Nhào vô. Ui giời ơi. Ai. Ui. Ây à, khá quá nhở. Nhưng mà tuổi gì đâu, chú còn non và xanh lắm. Ai, bọn tội phạm này công nhận là càng ngày càng liều lĩnh và nguy hiểm anh em ơi. Ây da, tình hình rất là tình hình. Xem khu này có gì đáng nghi không. Tôi sẽ là lấy chụp lại làm bằng chứng này. Rồi, di chuyển ra ngoài kia đi. Ui, ngoài đây, ngoài sân thượng hay sao nhỉ. Ai, nhào vô. Úi xời ơi, anh bắt được rồi nha. Nhào vô. Hụi hựa. Ái chà. Ui, xem ra mấy cái tên này làm việc cho cái tên đầu sỏ đấy anh em. Đấy,
gọi là võ công kinh phết đấy chứ. Ui từ nãy giờ mày nhào vô ai chiến nào. Ui kiểu à tôi hiểu rồi, khi mà cái thằng kia nó lúc mà nó đỡ được cái chiêu của mình ấy là nó sẽ có cái thanh lộ của mình ấy ấy kìa kìa. Ui nó đánh nó sẽ kinh hơn là lúc nãy. Ai sợi ăn bao nhiêu chiêu của mình vẫn sống à. Dậy nào, anh chưa muốn kết thúc chú đâu mày nháo vô. Ui sợi ơi anh em ơi. Công nhận cái game này đánh đấm đã thật đấy chứ. Ai tiếp theo xem nào. Khu nhà kho mình gần đến nơi rồi. À nó ở trong cái đoạn này à? Ổn đấy chứ. Trong này nó cứ kiểu tồi tàn đấy anh em. Chắc trong này là cái bình chứa kiểu xăng rồi dầu ấy. Sao bọn nó không phơi quần áo ngoài đây nhỉ? Trong kia nhà phơi quần áo ẩm mùi ghê bỏ xứ được. À đây đây, chỗ này là cái đá để nâng cấp à? Xem là có cái gì ngon ngon nha. Ôi lại thanh chuyên chú à? Ờ, cổng này ổn đấy. Ôi, trèo lên à. Ai, lại gặp mấy bọn kia. Ui, nó đang vận chuyển ma túy sao anh em? Ai, lại còn hỏi sao lại vào được đây à? Anh vào đây để điều tra các chú chứ còn sao? Mày, con gái con đứa này cứ vậy mình ra tay này. Ai xà. Ôi rồi, thanh niên này cứ gọi chơi bẩn vừa cầm viên gạch ép mình này anh em này. May mà tôi lé được đấy. Đỡ đây. Ui, ngon đấy chứ. Rồi, ổn rồi đấy. Tiếp theo là đi cái đường bên trong này à? Ôi anh em, con bát mì đang ăn dở này. không ai chịu khó ăn đi lại còn à đâu không cái đường này không đi được. À, thế chắc là mình đã nhảy xuống cái mái này đây đây ở đây phải nhảy. Ờ à, được xuống đây. Uầy trong khu này sao nhiều tiền thế. Ấy xà quăng lại đòi mình lại chỗ cũ à, không ổn đâu. Tên béo này chắc là xử lý dễ thôi anh em ơi. Ấy xà mày này. Mày tưởng to xác mà mày ăn được anh à? Ui cẩn thận. À đây, bấm né. Yo. Úi giời. Nói chung là to xác nhưng mà chưa làm được vấn đề gì anh em ạ. Mày tôi khả năng tôi kết thúc nó thôi. Đây rồi. Hây. Ổn đấy. Anh em trong cái khu này, ôi, cái mấy cái túi này toàn là cái túi tiền đấy anh em. Lấy tôi đá toàn rụng ra một đống tiền này anh em này. Ồ, ghê gớm đấy chứ. Đây. Tôi ra ngoài đây thu thập chứng cứ xem nào. Đây có cái thẻ gì đây? Tiền giấy à? Ờ, tiền này chắc là chắc chắn là có những dính máu của những nạn nhân. Ờ, mà tiền bẩn mà anh em, buôn ma túy rồi chắc là thu tiền bảo kê trong cái khu chung cư này là cái chắc. Rồi, tính ra mà con game này mà gọi thêm được đồng đội nữa thì ngon anh em nhỉ. Đây tôi là kiểu anh công an sẽ vào đây xử lý hết cái bọn này đấy. Thế nó mới gọi là ghê gớm chứ, phải không anh em? Ôi, cái thang máy bọn này hỏng không nhầm sửa à? À đây, có thanh niên đang đi rửa tay à? Hello, anh công an đây. Chú cho hỏi là cái đường đến nhà kho đường nào nhỉ? À, ấy à, ui, mới hỏi, đã quay ra đánh đấm mình rồi, thế không ổn. Rồi, cho nằm ngất đây tí nữa, còng tay sau anh em ạ. Đằng nào trong khu này cũng đã bị bao vây hết rồi, không thể thoát được đâu. Không biết có thằng nào ở trong này không? Tôi không nghe thấy mùi gì thối cả anh em ạ. À, nhanh nào, nhanh tay nào. À, bọn này đang định vận chuyển ma túy vào chỗ club đây anh em. À, tập sau khả năng là tôi sẽ đi bắt tên chùm quản lý ở club. Bọn này đang chuẩn bị nhưng mà không chưa phát hiện là tôi. À đây rồi. Tao ở công an chứ còn ai mày. Ui giời ơi, đỡ này. Ui giời. Các chú còn lon và xanh lắm. Làm sao mà đối đầu với mấy anh được. Nhau vô. Ai xả. Khu này chuyên sản xuất ma túy đây anh em ơi. Trên bàn rất là nhiều bột. Yo, hey, sỏi ơi. Anh em thấy chưa? Tôi luyện tập võ thuật đánh là đẳng cấp luôn. Bọn này tuổi còn ngăn con luôn. Đây, sản xuất rồi chuẩn bị hàng rồi giấy tiền này. Sao phải gọi là khẩu trang này, găng tay các thứ này. Hay là sợ ngửi mùi tiền à? Yo, toàn tiền bẩn mà không tiêu được đâu. Đây, đây. Tôi kết thúc thằng này luôn. Chơi bẩn này. Nhào vô. Chơi tay không nên sợ chơi vũ khí thế. Đó, cho ăn kết thúc rồi anh em ạ. Sợi. Nghệ thật sự. Con game này để mà phải nói. Để mà nói thì chắc là đây là con game võ thuật đỉnh cao nhất rồi ấy chứ. Tiếp theo rồi nào. Quanh đây tôi chưa thu thập được thêm chứng cứ gì cả.
xem có đường đi không. À đây, trong đoạn này à. Ôi, ở kia có thêm một cái cây sắt đi kìa. Thùng hàng các thứ đây này. Khu này trông có vẻ rất là cũ kỹ. Khả năng là chung cư này đã được xây từ rất lâu. Cổng kim loại à? Không có chìa khóa hay không sang được anh em ạ. Sao không đạp gãy cửa vào ta? Đây, cửa này chắc chắn là... Rồi, tao đi luồn vào chứ sao? Hai thằng này nó cầm chìa khóa là cái chắc anh em ơi. Ghê vậy. Nhào vô. Ui. Không đưa chìa khóa thì phải xác định luôn anh em ơi. Ây à, chết rồi. Tôi mất lửa cây máu rồi anh em. Không ổn. Tôi phải kết thúc bọn này nhanh chóng thôi. Để lâu la mất thời gian lại. Ây à. Được đấy. Mấy con chiêu này của mình đánh một lúc là kết thúc bọn nó rồi anh em ơi. Tuy mình đang chơi ở cái mức trung bình nhưng mà khả năng là bữa nào tập sau tôi sẽ để gọi là bậc thầy anh em ạ. Xem bọn nó đánh nó ghê gớm hơn không. Cộng với thanh hồi đi. Ôi xời. Được đấy. Trong này có gọi nhiều tiền phết. Chắc bọn này đang đóng gói tiền vào trong một cái ba lô để đi giao dịch tiếp đây này. Rồi đi vào bên trong này rồi anh em. Uầy, khu dưới kia trông ác chiến đấy nhỉ. Tiếp theo đây, đi vào cái cửa này thì xem nào. Uầy, trong cái khu này gần như là cái nhà kho như ở chỗ mình tìm rồi còn gì nữa. Đúng cái chỗ xưởng sản xuất ma túy của bọn nó rồi anh em này. Đây, tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ đánh theo kiểu chiến thuật, kiểu đánh nẻ từng thằng một đấy. Không phải tí nữa bọn nó bù vào bọn nó combo thì làm sao mà mình đỡ được đây. Ai, mình thì đã đi có một mình sẵn. Tôi trong game này tôi mà có súng chắc là tôi rút ra bằng bằng phát xong. Khỏi phải múa. Anh có chắc không? Kung fu ấy hả? Tôi ngạc nhiên về công việc quái đản này đến vậy đấy. À tên này đang con gái đúng không? Oh hello. Anh từ công an thành phố đây. Anh xuống đây để còng tay chú này. Xong rồi đấy. Úi xời ơi. Mấy tên kia còn chưa phát hiện ra tôi này anh em này. Có một tiếng động như thế mà. Uầy, không biết là đi đường nào để đánh nẻ từng thằng một đây. Ai, ở đây có cái gậy này. Có khi nào mình phải dùng gậy không? Ui ui, trúng tên kia. Trúng rồi anh em ơi. Ui. Tất nhiên là anh không bị điếc rồi. Ui. Các chú là hơi bị gan nì đấy nha. Nhưng mà không sao, anh sẽ cho các chú đỡ từng tuyệt chiêu của anh một. Nhau vô. Ui. Ai, ghê gớm quá nhỉ. Mấy tên này nó dùng vũ khí xong rồi nó kiểu đánh hội đồng này. Nguy hiểm quá. Ui. Nhào vô. Ui, bình tĩnh. Từng thằng một vào thôi. Đông này anh sao chơi được. Ui. Chú biết chưa đến lượt chú hiểu chưa. Ai à. Ghê gớm vậy. Làm gì mà căng. Yo. Ui. Sợ. Ui anh em ơi. Ai à. Thanh niên này nó đỡ được chiêu của tôi là nó sẽ tăng cái thanh lộ của mình lên đấy. Ui. Ấy anh em thấy chưa? Nó đánh có lực hơn hẳn. Ui, mày đỡ này. Ê, chết rồi. Tôi còn một tẹo máu thôi anh em ơi. Không ổn, tôi phải tìm chỗ trốn. Ui. Ai da. Thanh niên kia chưa bẩn vừa thôi chứ. Cầm cái chai đép thế. Thốn thật sự. Đây, khi mà mình kiểu mất một mạng là nó sẽ cái xu này nó giúp mình hồi sinh mà anh em. Đấy. Giá trị kiểu bây giờ mình mất một mạng ấy. Xong mình chết lần hai là tuổi mình sẽ tăng lên, mình sẽ già đi ấy. Ai hiểu ai à. Rồi nhau vô. Mấy cái tên này tôi phải bây giờ tôi phải đánh cẩn thận thôi. Không đánh nhây nữa được rồi anh em ạ. Vô một tên nữa. Ai da. Cái thằng lúc đấy nó đỡ được chiều tôi, nó vẫn còn cái lộ của nó kìa. Ghê gớm nhỉ. Mày này. Vô. Ai da. Tên này nó cứ kiểu đứng đằng sau lưng tôi xong nhau đánh nhá. Chơi bẩn vừa ấy chứ. Mày này ngon này từng thằng một đấy mà. Ái xà, xong rồi đấy, còn hai thằng thôi. Thằng này to bằng thằng kia nhưng mà không có lộ nên là cũng bình thường thôi. Tôi còn không thèm dùng vũ khí mà. Tôi tay không luôn. Tay không bắt súng, bắt kiếm. Không thèm bấm kết liễu luôn. Nhào vô. Chú ngon nhào vô. Thôi được rồi, kết thúc rồi. Ồ, à. Cái số này tức là khi mà mình qua một cái màn cái điểm mà trừ sinh mệnh nó sẽ giảm đi ấy. Tôi sẽ không để chết thêm một mạng nào nữa đâu. Ông chủ không cho phép qua đây. Muốn ở một mình à?
Rồi, không quan tâm luôn. Không, bây giờ mình được vào mà. Não không đợi tôi. Ghê vậy à? Không được vào á? Nhưng mà tao cứ vào ấy. Tao là công an mà. Tao được lệnh của sếp vào đây kiểm tra. Bọn mày, tao có chứng cứu bọn mày buôn ma túy rồi. Bắt hết lũ này thôi. Vô. Ây à. Đấy, nào vô, nào vô. Ui 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 ui. Làm gì mà căng thế em? Ui xổi ôi. Xem ra trong cái băng đảng bọn này nhiều phụ nữ phết anh em ạ. Không hiểu sao lại theo đội này đi làm việc xấu xa vậy chứ. Ái xà, thằng béo này trông giống Chu Bất Giới anh em nhỉ. Nhào vô. Nào 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 nào. Ui 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 ui. Làm gì mà căng thế. Ui xổi ôi. Kết thúc rồi. Uầy. Ổn rồi đấy. Khu này không biết là trong cái mấy cái lá này có phải cần sao không ta. Nhiều cỏ thế. Này bán cho kiểu bọn nó nhập về xong bán cho giới trẻ đấy. Nên bọn tôi phải bắt hết. Không lại có những cái trường hợp phê pha xong rồi ra ngoài xã hội cứ ngáo đá. Ngáo đét anh em nhỉ. Mấy trường hợp đấy là cứ phải gọi là cho đi cải tạo. Rồi đi tiếp xem nào. Tình hình tôi nghi là sắp đến chỗ của thằng boss cuối rồi đấy. Đây cộng thêm cái điểm này nữa. Cộng cái gì đây. Đây hồi này được đấy. Kỹ năng mà lúc mà mình đánh là mình sẽ lé đấy. Hôm nay tôi đổi gió sang cái con game này. Không biết anh em mình còn xem tôi không. Hay lại bỏ anh ấy. Em không thích xem game này đâu, anh làm lại GTA đi. Chắc là tôi nhỡ làm mod của cái game này hơi nhiều rồi. Có cả quân đội với cảnh sát cơ động mà anh em. Chắc là mỗi tập tôi sẽ dùng một nhân vật mới cho anh em mình xem cho đỡ chán vậy. Mà game này tôi thấy đánh đấm hay mà. Đây rồi, đi tiếp đi. Bỏ cái cửa này. Hôm nay thì mình chưa mod được cái baton thay bằng cái gậy tre này. Thì để bữa sau. Đấy, cầm thêm cái gậy nhìn lực hẳn ấy nhỉ anh em nhỉ. Đây có cái gì đây. Thẻ chìa khóa à. Cái chìa khóa này sẽ dùng cho cái màn của con boss cuối thì phải. Đây cái cửa kia chắc tôi nghi là trong này là cái phòng của thằng boss cuối này. Mở xem. Khóa à. Thế đi đường nào ta. Phòng riêng à. Mình chưa có chìa khóa. Từ nãy giờ tôi đi có nhặt được chùm chìa khóa ở đâu nhỉ. Đi vào chân trong này. Boss ở bên trong này anh em ơi. Ây da, xem ra đến hồi kết rồi đấy. Đâu rồi. Thanh niên này có vẻ chuyên nghiệp phết. Chắc là đang xào ke hay làm cái gì đây anh em ơi. Thôi được rồi. Chú ngoan ngoãn theo anh về đồn để anh hướng dẫn chú làm người lương thiện nhá. Như thế này không ổn rồi. Ở trong xưởng của chú kia buôn một đống ma túy. Xong rồi ở đây thì một đống cần sa. Xong rồi đấy. Chắc là tầm này tù một gông. Ui ui, chết rồi. Tôi trêu nó cáu rồi, nó phi cả dao tôi đấy anh em ơi. Nhào vô. Ui ui ui. Má, đánh hơi tôi không kịp lé đây. Ngon nhào vô. Ui, tưởng trùng cuối hay nào chứ. Anh nghe nói là chú giỏi võ lắm mà. Trông gầy như nghiện này chắc bú nhiều cần rồi anh em ạ. Không đánh lại tôi đâu. Vô. Ái xà. Đây đây. Cái thanh chuyên chú này sẽ dùng gọi là kỹ năng quẹt chân mấy cả chọc làm kẻ thù choáng này. Đấy, anh em mình ra chỗ rộng rộng đánh nhau cần gì phải đánh chỗ hẹp hẹp đấy. Ôi đây đâu rồi đâu rồi. Ra đây. Rồi chú khôn hồn này khoan hồng gọi là đầu hàng đi để hưởng sự khoan hồng của pháp luật chứ. Anh lại có cái tình tiết tăng nặng này. Chú chống đối người thi hành công vụ này. Nhào vô. Khá quá nhỉ. Cái này cũng gọi là võ công cao cường này. Không đi gọi là làm việc giúp nơi đời này. Đi buôn ma túy này cho anh em mình có nhiệm vụ để chơi. Vô vô. Đây ở đây. Tôi sẽ kết thúc nó trong chiều nữa thôi. Nó sắp hết máu rồi kìa anh em. Thanh nó đỏ lên rồi. Ui 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 ui. Chết rồi. Lại đánh nhây với nó thua mất. Đỡ gọi là ăn miếng trả miếng luôn anh em ơi. Đã thế thì mình đánh cho nó hết máu luôn. Này nhào vô. Xem chú còn trụ được bao lâu. Hây hây. Ghê quá nhỉ. Kết thúc rồi. Rồi. Còn đứng được lên không. Tôi sẽ kết thúc rồi. Chiều nữa là nó ngoẻo rồi anh em ạ. Sao mà đỡ được đây. Vô. Hây. Ui. Đi kéo vậy. Ghê gớm quá nhỉ. Đi chạy đi đâu. Chơi vũ khí à. Này khả năng con này nó chưa kiểu gắn thêm cái ống này thành cái phóng lợn anh em. Dùng con dao này thì làm sao mà ăn được tôi đây. Sao cái khu này nó thành vườn tre rồi anh em. Thì ra là tên này nó có kiểu năng lượng năng lực là tạo ra cái rừng ấy anh em. Hệ mộc mà. Ghê gớm phết đấy chứ.
Đâu rồi? À đây. Nhào vô, hụt rồi nha. Làm sao mà thắng được anh đây? Vô, ấy à, ghê gớm vậy. Sao mà đỡ được đây? Chắc là tên này nó sẽ không trụ được với tôi lâu đâu nha. Boss này, cái boss 1 này thì cũng bình thường thôi. Các boss về sau thì càng ngày càng khó. Tôi sẽ cố gắng làm sao mà kiểu để chết ít nhất có thể đấy anh em. Kết chết càng nhiều mình càng già mà. Nhiệm vụ của anh công an ván này triệt phá xong thành công. Tên boss này là được gọi là thành công rồi đấy. Nhào vô. Hây, vô. À, nó lửa cây máu rồi anh em ơi. Khả năng là cuộc chiến sắp kết thúc tại đây rồi. Nó không trụ được mình đâu. Ái xa. Chém toàn hụt thế này. Về nhà luyện thêm 15 nữa đi. À, ra tù luyện thêm xong rồi anh em mình lại solo tiếp. Chứ còn chú đánh còn non lắm. Xong rồi đây anh em ạ. Ui. À, trong cái game này thì nó có sẽ có hai cái kết. Một cái kết là mình sẽ giết nó anh em ạ. Nhưng mà tôi sẽ chơi ở cái kết 2 để chui ending đấy anh em. Thì là mình sẽ tha cho nó để đưa nó về đồn cho anh em, đúng không? Thế bây giờ mình giết nó thì làm sao mà bắt được, làm sao mà lấy lời khai được. Rồi, thôi chú dậy đi. Rồi, gọi bỏ dao xuống anh em mình nói chuyện. Nhưng cứ cầm dao này anh em sao nói chuyện được. Nhào vô. Ai à? Tên này ngoan cố lắm anh em ạ. Không ổn rồi. Khả năng là tôi cũng kết thúc nó tại đây thôi. Không để kéo dài thời gian đâu. Bởi vì mình phải tha nó lên là tôi tìm nó sơ hở cái là tôi tước dao của nó còng luôn anh em ạ. Nhào vô. À đây rồi. Thôi. Chưa có loot à? Ui. Bình tĩnh đi nào. Anh với chú đều con người với nhau mà sao ui. À, ghê gớm ấy nhỉ. Hai tên này là người rừng ta. Nhào vô. Đều anh em. Rồi. Vẫn còn ngoan cố lắm anh em ơi. Biết là mình đánh không lại nhưng mà vẫn cố chấp. À, bình tĩnh nào. Khả năng là tôi phải đỡ thêm vài chiêu nữa của nó thì mới có thể tha cho nó được. Mình bây giờ mình đánh nó quá tay thì nó lại hẹo ra đấy. À đây, có loot tha mạng rồi anh em ơi. Hụi, nhào vô. Xong rồi đấy. Thôi được rồi, bây giờ anh tha chú. À, theo anh về đồn. Để anh cho chú vào tù nha. Không nói nhiều nữa. Ok rồi đấy. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên của màn đầu của cái game này anh em ơi. Chúng ta đã tha mạng cho tên boss cuối. À, sau khi mà tha mạng cho tên boss cuối này thì chúng ta đã thu thập được một viên đá, đó chính là viên đá của Mộc. Sau khi mà thu thập đủ 5 viên đá thì chúng ta sẽ mở khóa được một cái kết mới. Đấy, anh em thấy chưa? Giờ mình về uống trà thôi. Xong nhiệm vụ rồi về uống nước chè. Cho thanh niên lên phường nên là hiện nên là gọi là ấm bình tách trà đấy anh em. Rồi ok. Hôm nay thì tôi sẽ kết thúc video tại đây thôi. Nếu anh em xem xong thấy hay có thể like, share, subscribe và nhớ bấm chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ video từ mình nhá. Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha. Anh em thấy hay thì tôi lại tiếp tục series này thôi. Rồi, kết thúc rồi chứ hả? Bye bye anh em nha.